Alright, so let's continue with anatomy. So yesterday we did like structural and characteristics, functional characteristics of body joints. Hôm qua mình làm cái phần cấu trúc và chức năng của những cái khớp trên cơ thể, rồi bây giờ tiếp tục nè. Thì bây giờ xuống cái phần bên dưới của cơ thể thì chúng ta có gì từ cái xương chậu á, from the pelvis to the legs, what do we have? Thì chúng ta sẽ có là xương chậu là nó ba phần nha, pelvis, three parts. We have the pubis, ischium, and what another part? Nó có ba cái lận á. Pubis là phía trước nè, ischium là phía đằng sau, còn cái iliac, ilium là cái mà nó vành vành ra nè. Ischium là cái vành vành ra, thì cái chỗ mà như thầy đã nói là cái chỗ mà nó nối với lại cái mấy cái xương sacrum á, mấy cái xương mà hiến tế á, nó sẽ gọi là sacroiliac joint. Giữa pubis với nhau á, đằng phía trước này nó có một cái chỗ, cái chỗ để nối liền bên trái bên phải cái pubis của cái xương chậu, nó chính là pubic symphysis. Và cái chỗ này nó sẽ là cartilaginous, dạng sụn, và vì thế nó sẽ không di chuyển được nhiều lắm, nó amphiatrophic, nhưng mà đương nhiên nó sẽ nở ra lúc mà sinh đẻ. During pregnancy is a slight movement over here. Cái chỗ mà sacroiliac hồi nãy á, nó thực sự là nối liền với sacrum và cái pelvis, nhưng mà nó lại không phải là cartilaginous, nó lại là synovial joint, dạng khớp mà nó có dịch khớp nha. Và lúc mà sinh đẻ nó cũng nở ra luôn. Slight gliding possible modern pregnancy. It's a plane type. Nó là cái dạng mà mặt phẳng nha, nó trượt lên nhau. So if it's a plane, it will glide on each other. Diarthrotic. Nhưng mà cái chỗ pubic symphysis này nó lại là cartilaginous, dạng sụn, cho nên nó hạn chế di chuyển khá nhiều. Nó sẽ là cái kiểu mà nó vẫn di chuyển chút xíu thôi. Amphiarthrotic. Slight movements. And then structural type is symphysis, cái kiểu mà nối liền á, cái kiểu liền lại á. And then between the femur, xương femur và cái pelvis, between the femur and the pelvis we have coxal joint or hip joint. Cái khớp ở chỗ cái hông á, nó có cái coxal joint hay là hip joint. Thì giữa cái xương hip bone, xương hông và cái xương đùi femur, thì đương nhiên cái chỗ này á, nó là một cái lỗ, một cái some bone socket, trái banh và cái chậu. Bone socket joint rất là sâu luôn á, it's very deep, deeper than on the arm, you know, deeper than here. Chính vì nó deeper như vậy, nó sâu hơn là trên cái cánh tay, cho nên là cái cánh tay nó sẽ nông hơn, thì nó sẽ di chuyển một cách thoải mái hơn nhiều, sắp khắp các hướng hơn là so với lại cái xương femur này. Cái chân nó sẽ di chuyển không có nhiều hướng bằng, nhưng mà nó vẫn là dịch khớp đương nhiên rồi. Mấy cái xương bự to như này chắc chắn dịch khớp rồi nè. Synovial bone socket joint, nó cho cái kiểu di chuyển diarthrotic, multiaxial, đa trục, có thể flex, có thể extend, có thể flexion, extension, abduction với adduction, đi vào cơ thể, đi xa cơ thể hơn. Rotation, xoay tại chỗ, hay circumduction là cái kiểu mà nó xoay cái chân, nguyên cả cái chân luôn á. Còn cái rotation là nó xoay tại chỗ. And then we move down, we have a knee. Cái vùng mà đầu gối thì nó có ba cái chỗ cần chú ý. Đó là thứ nhất là giữa cái xương tibia và femur. So tibial femoral joint. Tibial femoral joint. Giữa cái xương tibia và femur. Thì sao? Mình có thể đoán được là cái xương femur, cái xương tibia là xương bự nhất nè của chân dưới nè, và femur là cái xương bự nhất cơ thể ở chân trên nè. Thì nó làm sao?
nó chắc chắn phải là synovial rồi, nó phải là khớp khớp có dịch khớp rồi, nhưng mà nó là dạng mặt phẳng nha. It's a knee, it's a plain type, okay? Sorry, it's a modified hinge, nhầm. Nó là cái kiểu mà bản lề mà nó hơi bị thay đổi chút xíu, tại vì cái chỗ này nó sẽ cho phép cái chân nó gập đi gập lại, kiểu bản lề và bị được mà thay đổi, modified hinge, kiểu bản lề đã được thay đổi. Và đương nhiên bản lề như vậy nó sẽ cho kiểu gập lên gập xuống. Nó có chứa articular disc, nó có chứa cái đĩa đĩa sụn trong đây nha, thì nó sẽ cho cái chuyển động mà flexions co lại, extension of legs giãn ra, some rotation allowed, và nó cũng cho phép một số cái sự mà xoay xoay nhẹ nhẹ tại chỗ. Nhưng mà nó hai trục nha, biaxial, thay vì là nó chỉ là hinge bình thường, nó chỉ có một trục thôi, tại vì cái bản lề mà bản lề cửa có một cái trục nhất mà. Nhưng mà modified hinge nó sẽ có hai trục, tại vì nó cho một số cái chuyển động xoay tròn tại chỗ nữa. Some rotation allowed. And the next one we learn is between the patella and the femur. Giữa cái cục đầu gối và cái xương femur, nó có cái gọi là femoral patella joint. Giữa cái cục đầu gối, patella và xương đùi femur, thì làm sao? Cái cục patella thực sự nó là cái mặt phẳng rồi, cái một cái mặt phẳng mà nó trượt lên trên, một cái mặt phẳng plane, và nó cũng sẽ là khớp synovial thôi, khớp dịch khớp. Mặt phẳng thì chắc chắn sẽ cho chuyển động trượt rồi đó, gliding of patella. Nó sẽ cho cái cục patella nó trượt lên khi mà cái chân nó flex hoặc là nó extend. Gliding of patella, especially when the leg is flexing and extending. Cứ nhớ chắc chắn mặt phẳng là sẽ trượt rồi đó. Gliding. Plane gliding. And then between the tibia and the fibula, giữa cái xương tibia fibula nó sẽ có một cái gọi là tibio, tibio fibula joint, nhưng mà phía bên trên nha, superior tibio fibula joint, khớp bên trên của xương tibia và fibula, tại vì nó sẽ có khớp bên dưới nữa. There will also be inferior tibial fibula here. Khớp bên trên của superior tibial fibula thì làm sao? Tức là làm sao? Nó sẽ là proximally, tức là nó hướng nó gần cơ thể hơn. Còn cái bên dưới thì nó sẽ distally, nó xa cơ thể hơn thôi, đương nhiên. Và giữa hai cái xương này nó cũng sẽ là cái khớp có dịch khớp nè, và nó là cái mặt phẳng nha. Tại sao mặt phẳng? Tại vì khi mà cái chân nó flex, cái phần chân nó co lại hoặc nó giãn ra, thì cái tibio này á, cái mặt phẳng nó sẽ trượt lên trên cái xương, nó gliding of fibula, cái xương fibula này, cái xương mà fibula, cái xương nhỏ hơn này nè, nó sẽ trượt nha, nó hơi trượt lên cái xương mà tibio này, chứ nó không đứng yên chỗ đâu. Khi mà cái chân nó di chuyển á, thì cái xương này nó có thể trượt 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 lên cái xương tibio này, tibia này. Nhưng khi chúng ta đi xuống dưới, chúng ta sẽ đụng inferior tibio fibula joint, khớp bên dưới của xương tibia và fibula thì sao? Ở xa cơ thể hơn. Và nó có lý do tại sao mà nó lại có cái kiểu khớp khác nha. Cái chỗ mà inferior tibial fibula này, nó là cái chỗ mà cái mắt cá,
gần gần cái mắt cá. Nó là cái kiểu khớp mà fibrous, kiểu khớp mà nó có sợi, dạng sợi. Syndesmosis. Dạng sợi và syndesmosis. Tức là một cái khớp nơi mà hai cái xương đó, nó được giữ lại bằng nhiều dây chằng, nhiều ligament lắm. Cái chỗ mà cái mắt cá thực sự rất 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 là nhiều dây chằng nha. There's a lot of ligament there. Nó giữ cái khớp này lại bằng cái dây chằng. Nó gọi là syndesmosis. Syndesmosis. Được khớp mà được giữ lại bởi nhiều dây chằng ligament, nó gọi là syndesmosis. Nhưng mà nó lại không phải là synovial joint nha. Nếu mà synovial joint là thường là những cái xương bự hơn, những cái nào mà nó bắt buộc là phải di chuyển nhiều á. Còn mấy cái chỗ mà nó cái chỗ này nó được gắn liền với rất là nhiều cái dây ligament thì nó suggest một điều là bên trong nó không phải là dịch khớp bình thường mà nó chính là cái dạng sợi thôi, giống như là những cái sợi ligament vậy đó. It's fibrous and syndesmosis, you know. It's not normal synovial joint. Over here. Thì nó cho chuyển động gì? Giữa hai cái xương tibial fibula đương nhiên nó cũng sẽ cho một cái chuyển động mà có syn-arthrotic, nó sẽ không cho chuyển động luôn á. Nó được giữ lại bởi những cái dạng sợi và những cái dây chằng. Nó không di chuyển, nó chỉ đứng yên chỗ đó thôi. Tại vì chằng giữ nó lại giống như là ràng lại mà, giống dây nylon, giống giống là dây thép ràng lại á. Không di chuyển được, nó nhưng mà nó vẫn slight give during dorsiflexion of foot. Khi mà cái chân á, cái bàn chân á, nó flex theo cái kiểu mà về phía sau lưng của nó. Tức là lúc mà khi mà cái mình đứng trên cái mũi chân, đứng trên cái ngón chân á, đứng trên ngón chân á, dorsiflexion, thì lúc đó cái nguyên cái bàn chân nó sẽ flex về phía sau lưng. Dorsiflexions. Thì nó hơi hơi give, nó hơi hơi gọi là không biết khi give này nghĩa là gì, nhưng mà nó có hơi hơi di chuyển chút xíu trong lúc mà dorsiflexion của cái chân. Anyway, hai cái tibial fibula này nó không có cùng dạng khớp, cứ nhớ là vậy đi. These two doesn't have the same kind of joint. Cái bên trên thì là nó glide, nó trượt trên cái xương tibia này, cái fibula nó trượt xuống tibia này, cho nên chắc chắn nó phải là dạng plane. Còn bên dưới này nó không di chuyển, nó là syn-arthrotic và nó được bao phủ bởi rất là nhiều dây chằng ligament, cho nên nó dạng mà fibrous và syndesmosis. Đó, nó vậy thôi. Rồi bây giờ tiếp theo đến cái mắt cá. Cái ankle nè. Yes. Cái chỗ ankle thì sao? Nó sẽ là cái chỗ xương tibia fibula với cái những cái xương nhỏ nhỏ ở bàn chân, xương talus. Talus, xương bàn chân á. Không phải, talus là cái talus là cái gót chân chứ. Giữa cái gót chân với lại hai cái xương tibia và fibula này, nó sẽ có cái phần ankle joint. Thì sao? Cái chỗ gót chân nó chịu lực cũng rất 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 là nhiều cơ thể. Nếu không muốn nói là nó nhiều lắm luôn, nó chịu lực kinh khủng lắm cho cơ thể, cho nên là nhưng mà cái chỗ gót chân á nó là theo cái kiểu nào? Hinge. Cái kiểu mà bản lề. Thì bản lề bình thường nó chỉ có một trục thôi, uniaxial. Nó sẽ cho cái kiểu gì? Cái gót chân á, thì nó sẽ cho cái kiểu mà flex cái chân về phía đằng sau lưng, tức là theo cái kiểu mà khi mà mình đứng trên cái ngón ngón chân thôi á,
mình vướng lên, mình ráng mình vươn lên cao á, thì đương nhiên là mình sẽ đứng trên cái ngón chân, và cái cục mà ankle này nó sẽ làm gì? Nó sẽ như cái bản lề, nó làm cái chân nó dorsiflexion, hướng về phía sau lưng của cái chân, và plantar flexion of foot. What is plantar flexion? I forgot. In a downward. Okay, dorsiflexion là cái chân nó dorsiflexion là cái chân nó là nguyên cái bàn chân nó hướng về phía đằng sau lưng. Còn plantar flexion là nó làm cho cái bàn chân của nó vướng lên mới đúng chứ. Nãy thì nhầm á. Dorsiflexion và plantar flexion là này. Thì cái chuyển động đó đương nhiên là nó chịu dưới cái tác động của cái chỗ ankle joint này nè, và theo cái kiểu mà cái bản lề cửa gập lên đóng lại thôi, nó là uniaxial đơn trục, dorsiflexion and plantar flexion of foot, nhưng mà nó vẫn di chuyển rất thoải mái, diarthrotic nha. Và cái kiểu chuyển động như vậy đương nhiên là nó phải có dịch khớp rồi, synovial, chứ không là đau lắm. Bây giờ tiếp theo là intertarsal. Intertarsal joint, khớp giữa mấy cái cục xương ở lòng bàn chân. Tarsus, tarsus là cái mấy cái xương mà ở lòng bàn chân, nó nhiều xương ở lòng bàn chân á, nó ở giữa những cái adjacent tarsal, thì nó sẽ là cái dạng mặt phẳng nha. Ở cái bàn tay cũng vậy, nhớ không? You remember? Intercarpal, giữa những cái xương corpus ở trong lòng bàn tay, nó cũng là cái dạng mặt phẳng giống vậy, thì chắc chắn mặt phẳng nó sẽ colliding, nó sẽ là trượt. Thì cái chỗ intertarsal này nó cũng sẽ là cái dạng mặt phẳng và nó trượt lên được nha. Nó là khớp gì? Nó là khớp synovial luôn, cũng là khớp có dịch khớp trong nó luôn. Cho nên nó sẽ cho chuyển động là trượt, là chắc chắn luôn rồi đó. Nó sẽ cho chuyển inversion and eversion of the foot, cái chuyện mà cái chân nó inversion and đó, cái chuyện mà cái chân nó chuyển rồi nó quánh, nó quánh vào bên trong và nó ngoáy ra bên ngoài, cái kiểu chuyển động chân ngoáy ra ngoáy vô á. Thì là do cái xương intertarsal này di chuyển nó mới gây ra cái chuyện đó được. Inversion and evasion, eversion and inversion of the foot. Nhưng mà nó vẫn là mặt phẳng nha, cho nên là gliding chắc chắn phải có đó. Và dễ dàng di chuyển, cho nên diarthrotic. Tiếp theo đó là cái vùng mà tarsal, metatarsal. Kéo xuống dưới nó sẽ là giữa cái cái vùng mà tarsal và metatarsal này. Tarsal and metatarsal joint, nó là cái khớp mà giữa những cái xương, mà những cái cục tarsal ở vùng mà lòng bàn chân và cái vùng metatarsal thôi. Thì nó cũng là cái dạng gì? Nó cũng là những cái cục xương nhỏ 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 như thế này, chắc chắn là cái dạng mà mặt phẳng. Cho nên nó sẽ cho cái chuyện là trượt của các xương metatarsal lên nhau, right? Nói chung là plane là chắc chắn biết là trượt rồi đó. Trượt lên nhau rồi đó, của xương metatarsal, và nó di chuyển theo kiểu thoải mái diarthrotic. Xuống dưới nữa mình sẽ gặp là giữa metatarsal và những cái ngón chân. Cho nên mình sẽ gặp là metatarsal phalangeal joint, cái khớp giữa metatarsus, những xương metatarsus
và những ngón chân. Đó. Nó gọi là metatarsal phalangeal joint, ok? Thì là không phải là ngón nào nó cũng có cùng cái số ngón đốt ngón chân đâu, ngón tay đâu. Thì đương nhiên cái ngón cái nó sẽ có ít hơn, right? Yeah. Ngón chân cái nó ít hơn rồi. Ok, thì cái này là giữa xương metatarsal và những cái phalanx, những cái đốt ngón chân mà ở gần cơ thể hơn nha. Còn ở xa cơ thể hơn thì nó có cái dạng khớp khác nha. Proximal hay distal phalanx. Tại vì nếu mà xa cơ thể hơn, mấy cái đốt ngón chân ở tích tích mù xa này thì nó có cái interphalangeal toe. Interphalangeal joint, you know why, right? Nó sẽ là cái dạng khớp khác nha. Cái khớp mà giữa intermetatarsus và phalange nó sẽ là cái gì? Khớp sụn, dịch khớp synovial. Nhưng mà nó có kiểu mà nó giống như condyle, cái kiểu mà nó hơi tròn tròn, cái nó hơi có cái bề mặt tròn tròn á. Ngồi lên nhau, it's like tròn tròn á, condyle. Và nó sẽ cho chuyển động thoải mái diarthrotic, hai trục. Thì cái ngón chân nó sẽ làm gì? Flexion, extension, co giãn. Abduction và adduction là nó di chuyển ra xa nhau, ra xa cơ thể hơn. Adduction là đi vô cơ thể hơn. Circumduction of great toe, cái ngón á, thực sự là nó có thể nó xoay được nha, nhưng mà các ngón khác không xoay được, hoặc có thể mình chưa thử thôi. Nhưng mà cái ngón cái nếu mà em thử á, nó có thể là circumduction được nha. Nó có thể là nó vẫn có thể là nó xoay tròn 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 được nha. Tại vì bàn chân mình không có dùng nhiều mấy cái chức năng đó, cho nên mình không nghĩ là nó có chức năng đó. Nhưng thực sự là có nha. Nó, nếu mà mình để ý mấy người mà bị khuyết tật á, người ta dùng chân để mà người ta viết á, người ta vẫn có thể dùng chân để viết được nha. Tại vì đúng rồi, tại vì cái người ta đặt cái bút ở đâu? Đặt cái bút ở cái chỗ mà cái ngón chân cái và cái ngón số 2 của bàn chân á. Nè, ngón này nè. Ngón chân cái và cái ngón số 2 này đặt cái bút đây. Cái ngón chân cái nó vẫn ngoáy ngoáy được. Nó vẫn có thể circumduction được. Cho nên nó giúp. Chứ không phải là mỗi lần mình viết là mình phải di chuyển nguyên cái chân nha. No. Yes. Cho nên thực sự là cái ngón cái nó vẫn có thể circumduction, nó vẫn xoay tại chỗ được nha. Yeah. Yes, nó vẫn adduction là đi vô, abduction là đi ra ngoài chút xíu. Flexion extension là nó co và nó giãn ra. Nó là hai trục biaxial. Chứ nếu mà nó di chuyển mà thoải mái hơn nhiều nữa, thêm nhiều hướng nữa thì nó sẽ là multiaxial rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta interphalangeal. Giữa những cái ngón với nhau thì chúng ta sẽ có interphalangeal rồi. Thì giữa những ngón với nhau nó sẽ có cái dịch khớp đương nhiên synovial. Nhưng mà giữa những ngón chân thì thực sự mà nói nó chỉ có chuyển động là gấp vô giãn ra thôi. Theo cái kiểu mà đơn trục và chắc chắn nó sẽ là cái kiểu mà bản lề hinge này rồi. Understandable, right? Và di chuyển thoải mái diarthrotic. Để xem ngón tay nó thì sao? Nó cũng cái kiểu ngón tay, giữa các ngón tay cũng vậy đó, nó cũng hinge. Nó cũng kiểu mà gập vô giãn ra y chang luôn á. Same, very same, you know. You understand it until now? Yes. Alright. Trong cái hình này nó ghi là những cái khớp mà có dạng sợi á, nó sẽ được vẽ bằng cái hình màu cam cam nè, những cái dòng tròn cam cam nè. Còn những cái khớp mà nó có dạng sụn thì là màu blue, màu xanh dương. Còn mấy cái khớp mà có dịch khớp á thì là màu tím tím. Những cái khớp mà bản lề mà nó thay đổi này á,
về mặt cấu trúc nó sẽ là bicondylar, dạng tròn tròn hai mặt tròn tròn. Ví dụ cái chỗ knee này nè, modified hinge này, hai mặt tròn tròn chứa cái đĩa khớp này, chỗ này. Alright, and if we move on, we have something called joint disorder. Joint disorder, những sự mất trật tự hay là những hội chứng, những hội chứng, chứng bệnh của khớp. Thì most of us don't think about our joint until something goes wrong with them. Nó nói rất là đúng luôn á. Phần đông chúng ta không có nghĩ về những cái khớp của chúng ta cho đến khi một cái gì đó nó sai sai. Ví dụ như bị trật khớp hoặc là bị đau khớp hay cái gì đó xảy ra với chúng. Joint pains and malfunction. Joint pains tức là những cơn đau khớp. Và joint malfunction. Nó là malfunction là nó có vận hành được nha, nhưng mà nó vẫn vận hành sai cách. Những sự vận hành sai cách của khớp, tức là nhiều khi nó không có vận hành đúng cái kiểu của nó mà tự nhiên nó bị trật ra xong nó vận hành kiểu lạ 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 vậy á. Nó gọi là joint malfunctions. Một cái cỗ máy nó malfunction tức là nó vẫn chạy nha, nhưng mà nó chạy sai. Nó không có chạy theo đúng cái cách mình mong muốn nó. Và joint pain and malfunctions have a variety of causes. Có một số cái lý do tại sao nó malfunction. For example, a hard blow to the knee. Một cái cú đập rất là mạnh vào cái đầu gối. A hard blow to the knee. Một cú đập mạnh vào đầu gối có thể gây ra painful bursitis. Painful bursitis. Bursitis. Let me check this word. Bursitis. 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 Một cái tình trạng mà cái bursa là một cái túi đầy chất dịch mà bảo vệ những cái mô khỏi chấn thương á, do là cái ma sát á, nó trở nên là cái túi đó nó trở nên đau và phình lên. Bursitis. Một cái cú đập mạnh vào đầu gối có thể gây ra cái vụ mà bursitis rất là đau, được biết đến như là water on the knee. Tự nhiên cái đầu gối nó trở nên đầy nước, bọng nước gì đó, do là gây thiệt hại hay là bị viêm nhiễm cái chỗ patella bursa, cái chỗ đầu gối, cục đầu gối á. Thì nó bể ra hoặc là nó sưng lên cái chỗ đó thấy đau lắm phải không đâu, khỏi đi luôn nha. Tại vì cái chỗ đầu gối đó là một cái chỗ rất là quan trọng và nó cũng là chỗ chịu lực luôn, cho nên là nó mà đau như vậy khỏi đi luôn, đứng yên chỗ. Patella bursa. Sprains. Sprains nó là gì? Ok, let's look at bursitis. Bursitis. Bursitis là cái cục. Sorry. Nó bong gân đó hả? Sprain là bong gân đúng rồi. Mà còn cái bên trên bursitis nó là cái cục đầu gối. Patella bị viêm nhiễm, bị viêm, bị bể. Còn cái sprain nó mới là bong gân nè. Cái gọi là bong gân đầu gối á. Và dislocation. Dislocations nó gọi là trật khớp. Trật ra khỏi cái chỗ location của nó. Dislocations. Và bong gân đó là những cái loại mà vấn đề về khớp khác. Trong cái sprain, cái bong gân á, cái dây ligaments mà nó reinforce, nó chịu lực,
nó củng cố chịu lực cho một cái khớp á, nó bị hư hại bởi vấn đề gì? Overstretching. Overstretching of ligament. Sự kéo giãn quá mức của các dây chằng ligament thì nó làm sao? Nó kéo giãn quá mức và nó bị torn away. Nó bị xé toạc ra. Bị torn away, bị xé ra, bị nó bị nứt, bị xé ra khỏi cái chỗ mà kết nối với lại xương, from the bony attachment. Thì cái gân nó bong ra khỏi cái chỗ xương á. Since both ligament and tendons are cords of dense regular connective tissue with poor blood supply, sprains heal slowly and are quite painful. Thì mình nhớ là cái dây ligament là giữa xương với xương đúng không? Còn tendon là giữa xương với lại muscle. Nhưng mà cả hai cái dạng ligament và tendon nó đều là những cái dây được cấu thành bởi mô liên kết bình thường và đậm đặc nha. Mô liên kết bình thường đậm đặc, dense regular connective tissue, nhưng mà nó lại không có hoặc là rất là ít cái nguồn cung cấp máu với nó nha. Cho nên ít máu như vậy, nó có bị cái gì đi nữa thì là lượng máu cung cấp cho nó quá ít, nó sẽ hồi phục rất là chậm. Bong gân hồi phục chậm lắm và nó khá là đau đớn đấy. Nhớ hồi xưa bị té không? Hoặc là ai đã bị té xuống cái thì phải phải đeo bó bột không? Em chưa có cảm giác bó bột ở Việt Nam. Don't the cast, cái bó bột, cái bó bột, cái cast. Tại sao người ta phải làm bằng bột ta? Thì nó giữ y nguyên cho cái tay nó không di chuyển, hoặc cái chân nó di chuyển. This is a cast, okay? Medical cast. Hay người ta còn gọi là orthopedic cast. Orthopedic là cơ xương khớp ở vùng chân, cái bó bột ở chân. Còn cái này là những cái cast để mà nó giữ y nguyên cái chỗ đó, tại cái bột nó sẽ giữ y nguyên cho đó, nó không cho mấy cái đó di chuyển. So basically, it's very tough and it doesn't let those places move, you know. But it's very hard to keep hygiene of those places. Rất khó giữ vệ sinh mấy cái chỗ đó nha. Và nó ngứa một phát là nó ngứa kinh khủng luôn, nó ngứa kinh hoàng luôn á. It start basically very very scratchy, very irritating. You know. You don't want that, trust me, you don't want that. Sau khi mà tháo bột ra, ai muốn quăng cái bột đi, không ai muốn nhìn thấy nó đâu. Thì đương nhiên cái bột này người ta đắp ra đắp lên rồi hồi tự nhiên nó đặc lại. Mà hồi đặc lại thôi. Mà thì nó sẽ cố định cái, nó sẽ là bột canxi thôi mà, canxi carbonate thôi. Calcium carbonate. Và khi mà nó đặc lại á, thì nó sẽ giữ y nguyên cái chỗ đó cho đến khi nào em cắt cái bột ra thôi à. Until you can remove the cast. Oh my god, look at this one. Imagine you have to put this whole thing on your body, okay? Nguyên cả cái này luôn trên cơ thể. Not easy, you know. Tại vì nếu em di chuyển có thể những cái xương nó sẽ hư luôn chẳng hạn, hoặc là nó hồi phục nhưng mà nó hồi phục sai cách á, sau này người em sẽ bị biến dạng. And it's not a good thing, you know. And then sprain heals slowly and are quite painful. Bong gân, you need a cast. Nếu mà em không có cái cast đó mà em di chuyển á, là mấy cái sprain này nó khỏi heal luôn, hoặc là nó lành một cách mà rất là kỳ lạ. Nó có thể gây ra cái tướng tá bị ảnh hưởng nha. Your posture can get affected. Your posture
tướng tá đi đứng, tướng tá đi đứng như thế nào, cái posture là cái mà tướng tá của mình đi đứng như thế nào bị ảnh hưởng nha. The posture can be affected. And then next one we have dislocation. Dislocation là cái sự trật khớp ra, thì nó diễn ra khi mà bones are forced out of their normal position in a joint cavity. Khi mà những cái xương tự nhiên nó bằng một cách gì đó nó bị ép buộc, nó băng ra, nó bay ra khỏi cái vị trí bình thường của nó trong cái khoang khớp, in the joint cavity. They're normally accompanied by a torn or stressed ligament. Chúng thường là đi kèm với một cái gọi là dây ligament mà nó bị rách hoặc là nó bị quá là căng. And considerable inflammation, và những cái sự mà viêm nhiễm đáng kể. Tại vì sao? Nếu mà cái dây ligament mà nó bao phủ xung quanh xương mà nó bị rách ra hoặc là nó bị căng quá đi, thì em liên tưởng mấy cái dây nó chịu lực mà. Nếu mà nó ở sai vị trí thì nó có thể làm cho cái cục xương nó cũng ra khỏi vị trí luôn. Right? Giống như em gói hàng vậy đó. Giống như bây giờ em đang gói một cái món hàng, em bọc nó lại bằng dây ni lông chẳng hạn. Nhưng mà lỡ đâu một vài dây ni lông nó bị rách ra thì có phải gói hàng của em sẽ dễ dàng rớt ra khỏi chỗ không? Yeah. Nó giống y chang vậy đó. Thì cái dislocation nó cũng giống vậy. Khi mà cái mấy cái dây ligament nó bị rách hoặc là bị hư hại, bị căng quá, thì những cái xương nó cũng dễ dàng nó rớt ra khỏi chỗ. Cho nên là cái chuyện dislocation, trật khớp này thường được đi kèm với lại cái ligament nó bị rách và bị căng quá. Và nó còn thường đi kèm với cái gì nữa? Viêm nhiễm đáng kể. So considerable inflammation. Tại sao? Tại vì khi nó viêm như vậy á, nó phình lên, nó cũng sẽ làm cho cái chỗ khớp nó không có ổn. Nó cũng sẽ có xu hướng bị trật ra, đúng không ạ? Nó phình ra mà, chứ đâu bình thường đâu. Rồi tiếp tục. The process of returning the bone to its proper position called reduction should be done only by a physician, okay? Cái quá trình mà trả cái xương nó lại cái vị trí bình thường của nó gọi là reduction, nắn xương lại, reduction. Reduction of the bone to its proper position. Nó gọi là sự trả lại đúng chỗ của xương. Sự trả lại đúng chỗ của xương, nó gọi là reduction, chỉ nên được thực hiện duy nhất bởi bác sĩ thôi nha. Tại vì sao? Attempts by the untrained person to snap the bone back to its sockets are often more painful, harmful than helpful. Bởi vì những cái nỗ lực bởi những cái người không được huấn luyện, ví dụ như là những cái người mà massage chẳng hạn, hoặc là những người mà không phải bác sĩ chẳng hạn, để mà nắn cái xương nó quay trở về cái socket, cái chỗ mà bình thường của nó, cái hốc bình thường của nó, thì những nỗ lực đó thường là nó gây hại nhiều hơn là nó có lợi nha. Tại vì sao? Nhiều khi em nắn không đúng cách, nó có thể gây ra viêm nhiễm thêm nữa. Because if you do not snap the bone back to its sockets in the right way, there can be more inflammation and more pain than you need, you know. Trong chiến tranh á, mấy cái vụ trật khớp rất là bình thường luôn á. Thì mấy bác sĩ ở chiến tuyến người ta sẽ bẻ xương cho nó quay trở về bình thường. Nhưng chỉ có bác sĩ mới làm chuyện đó được nha. Những người mà những người bình thường mà cứ thử bẻ đi, nó có thể nó gây ra hại nhiều hơn là giúp nó gây đau đớn thêm. Không phải là cái người massage bình thường, chuyên viên massage bình thường mà làm được đâu, you know. You know, a masseur cannot do this, you know, remember.
Someone who do massage is called masseur. Okay, masseur. Thì chúng ta có male and female masseur, okay? Người massage, nhân viên massage nam và nữ. But they should never attempt this, okay? Because they are not doctors, they are not physician, okay? Và rất là cẩn thận chuyện này luôn á. Advancing years also take their toll on joints. To take the toll on đem lại cái giá phải trả. Những cái năm tháng mà cứ tiến lên, tức là tuổi già, cũng đem lại cái giá phải trả lên trên những cái khớp weight bearing joints, những cái khớp mà nó chịu cái cân nặng á. Cụ thể những cái khớp mà phải chịu trọng lượng nặng á, nó eventually cuối cùng nó bắt đầu nó degenerate. Lão hóa, nó bị thoái hóa. Generate là sản sinh ra đúng không? Thì đi là ngược lại, thoái hóa. Adhesion nghe như những sự mà kết dính. Những sợi kết dính hay là fibrous bands, những cái dải mà nó làm bằng sợi á, có thể tạo thành giữa những cái bề mặt nơi mà những cái xương á, nó liên kết với nhau. And extraneous bone tissue, nó gọi là mô xương bên ngoài á, hay là spurs, nó có thể là nó tự nó mọc lên ở những cái cạnh của những cái khớp này. Extraneous bone tissue is spur, giống kiểu mà mấy cái gai á. Here Bone spurs are bony growth that can occur within and around the edge of the bone. Tự nhiên mấy cái chỗ mà nó mọc một cách mà nó ngẫu nhiên vậy đó. Mấy cái xương tự nhiên nó mọc ra thêm bên trong hoặc là xung quanh những cái cạnh của những cái khớp này, và đương nhiên nó sẽ gây hại đến mấy cái chỗ mà kết nối. Những cái chỗ kết nối giữa khớp, giữa xương với xương như này. Extraneous bone tissue spur may grow along the joint edges. Mấy cái chỗ kết dính nè, những cái dải mà sợi có thể tạo thành ở những cái bề mặt nơi mà cái bone nó join lại với nhau, tức là cái bề mặt này nè. These are the surface that they can form, you know. And bone spurs, và những cái mà xương nó mọc lên tự nhiên, vô duyên vô hướng nó mọc lên đây, và đương nhiên nó gây ra tổn hại. And they cause damage around here. Such degenerative changes lead to the complaints so often heard from the elderly. My joints are getting so stiff. Những cái sự thay đổi mà mang tính thoái hóa như vậy, nó dẫn đến những cái sự phàn nàn thường được nghe từ những người già. Mấy cái khớp của tôi nó cứ ngắc cả. My joints are getting so stiff. If possible, compare an x-ray image of an arthritic joint to one of a normal joint. So we have something called arthritis. Arthritis. Arthritis nó là thấp khớp á. Không, arthritis là viêm khớp mới đúng nhé. Viêm khớp thì là cái tính từ nó arthritic. Arthritis, arthritic joint. Bây giờ nếu có thể nó kêu là so sánh một cái hình x-ray, hình x-quang á,
của một cái khớp mà bị thấp khớp, của một cái khớp mà nó bị viêm khớp với một cái khớp bình thường. All right. This is a joint disorder, okay? Những cái mà hội chứng và những cái vấn đề mà của khớp. And then exercise 11, we have a review sheet about articulation and body movement. I think you can do this one by yourself, I think. Yeah. Label diagram something. And then match synovial joint categories. Đó, tên của các joint mà nó có dịch khớp nè, với cái description của nó. Selected synovial joint, những cái khớp mà có dịch khớp mà được tuyển lựa. Cái nào bền hơn, cái nào mà vững hơn. Hai nhân tố mà đóng vai trò với sự ổn định của cái hip joint. Hai nhân tố quan trọng đóng góp cho sự ổn định của cái cục đầu gối. Vân vân. Label photograph, có cái hình bây giờ phải label ha. Nó cho biết đây là cái xương femur nè, đó. Thì mấy xương dưới gọi là gì? Mấy cái chỗ dưới gọi là gì? Cái shoulder joint, cái khớp mà chỗ cái vai á được build, nó được xây dựng để mà cho cái sự chuyển động, mobility. Thì list ra ba nhân tố mà nó đóng góp cho một cái phạm vi chuyển động rất là lớn của cái vai. Tại sao vai được chuyển động nhiều như vậy? Có thể chuyển động được nhiều như vậy do cái gì? Thường là do cái gì? Do tại vì những cái ligament á nó lỏng lẻo hơn nha. Because the ligaments are loose, quite loose over there. And cái bone socket joint ở chỗ cái xương humerus á và cái bả vai á nó vốn không có sâu. And the bone socket joint at the humerus and the shoulder joint are not very deep. And then something else. Nó còn cái nữa. And then movement allowed by synovial joint, mình phải điền vào những chuyển động. Này là chuyển động gọi là chuyển động gì? What is this kind of movement called? And then these are the three questions that are hard, okay? Ba câu khó nè. The glenoid labrum can become torn from overuse or direct injury to the shoulder joint. Cái chỗ mà cái khớp mà ở cái vai á, nó có một cái gọi là glenoid labrum. Nó là cái chỗ mà cái vai và cái xương humerus á nó gặp nhau. My cat is meow 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 meow. Nó giống như nó cãi, không có làm gì đâu. Cái glenoid labrum nó là cái chỗ mà nó nối với cái xương humerus ở cái bả vai. Có thể nó trở nên bị rách ra từ cái chuyện mà overuse, là xài cái chỗ bả vai đó quá nhiều chẳng hạn, hoặc là chấn thương trực tiếp đối với cái shoulder joint. Thì cân nhắc cái chức năng của cái glenoid labrum miêu tả một số cái hậu quả của cái chuyện mà rách, một cái cú rách bự, một cái cú rách mà rất là to bự ở cái glenoid labrum xem. What do you think? What is the consequences? Mô tả một cái mới nếu mà bây giờ cái chỗ mà nó để cho cái cục humerus, cái xương humerus trên cánh tay á mà nối với lại cái bả vai á, nó bị hư hại như vậy, thì là một số cái hậu quả của chuyện mà một cái sự rách rất là lớn trong cái glenoid labrum nó như thế nào. Cái chuyển động nó sẽ thay đổi. Cái tướng đi hoặc là thật sự không ảnh hưởng tướng đi lắm, tại vì tướng đi á nó đâu có ảnh hưởng đến xương sống đâu. Nó ảnh hưởng đến cái chỗ vai đó thôi à. Thì mình có nâng cái tay lên được dễ dàng không? Nó sẽ khó khăn hơn trong khi di chuyển. Đúng rồi, nó khó khăn di chuyển cái bàn tay, cái cục cái cánh tay ha.
And nó còn một vài cái nữa. Đó là có thể nào chẳng đến chật khớp không? Dislocation of the humerus. Chật cái bả vai chẳng hạn. There can be dislocation of the shoulder joint, you know. Trật ra một phát. And of course very painful. Đau phải không đâu? Okay, number 11. A physician diagnoses you with olecranon bursitis. Predict the location and cause of swelling that you're experiencing. Đoán xem cái vị trí nó bị chỗ nào và cái nguyên do của cái chuyện nó phồng lên, sưng phồng lên mình đang trải qua. Nếu khi bác sĩ diagnose mình với cái chứng này, where is that? Em nghĩ là cái này là do những cái muscle. Cái olecranon là nằm đâu? Chỗ cái kiểu tan á. No. Olecranon cái cục mà ở cái vai, right? Where's the olecranon? Olecranon. Oh sorry, my mistake. Cái đó là acromion nhầm. Cái này olecranon là cái chỗ cái khuỷu tay, very good. Mà cái chỗ này nó bị bursitis, nó bị phình lên, bị viêm nhiễm. Thì là làm sao? The cause, what is the cause? What do you think? I think cái muscle ở trong nó sẽ căng lên. Không phải là căng muscle mà là nó bị gây ra do cái màng khớp á, nó bị rách, hoặc là cái màng khớp nó bị phình lên, bị viêm nhiễm lên. Thì tại sao? Có thể là do tại vì sao va phải cái tay một cái vật gì đó mà nặng, hoặc là chơi thể thao á. When you do sports, these things happen easily, you know. Okay, 12. The menisci là cái lớp màng á, xung quanh cái knee joint, xung quanh cái khớp đầu gối có thể bị rách ra một số lý do. Giờ cân nhắc cái cấu trúc của menisci đi. Mình sẽ mong chờ là những cái vết rách đó nó tự lành được không? Cái màng có đầu gối thực sự là nó phức tạp nha. Cái màng đầu gối nó phức tạp hơn nhiều, tại vì nó bao phủ đến tận cái cục mà patella nữa. Cái màng đầu gối nó chỉ có cái đằng sau thôi, right? Cái vùng mà mềm mềm popliteal thôi. Còn đằng trước á, là nó không có cái màng nha. Nó không có cái màng dịch khớp nha. Nó có lành lặn dễ dàng tự nó được không? Không quá dễ dàng, tại vì thứ nhất là mình di chuyển rất nhiều, mình sẽ đụng đến cái chỗ mà cái đầu gối và cái ni rất nhiều, right? Cho nên là nó không hề dễ dàng nó heal. It doesn't heal easily because you move a lot. Every day you have to move a lot with your knee, okay? So it doesn't heal easily on its own. Muốn heal phải đứng yên trong một tháng chẳng hạn. Phải bó bột một tháng chẳng hạn, something like that. Alright, I think that's it for today. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.